để cảnh cuộc sống qua bên đây, mua một ít bao lì xì để Tết lì xì. Rất đẹp luôn nè quý vị. Có đồ dán mấy trái dưa đó quý vị. Rồi bao lì xì thì 5 cái 15.000. Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị. Thì hôm nay là 27 Tết. Cảm nhận cuộc sống cũng kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay Cảm nhận cuộc sống sẽ cùng với quý vị đi chợ Tết để xem không khí bà con mua bán như thế nào nha quý vị. Đây là khu vực chợ đầu mối rau củ quả. Cảnh nhà cuộc sống đang đi bên đường này là đường 3 tháng 2. Hôm nay là 27 Tết, đường phố khá là đông quý vị. Đây thì có bán bánh tét. Đây thì có bán nè quý vị ơi, lương, nấm rơm với lại cá thác lát á, cá thác lát cườm nè quý vị. Thì vô khúc ngay cái đầu của Mỹ Phương Trần Hưng đó quý vị, thì sẽ rất là đông. Cảm nhận cuộc sống quen miệng luôn rồi, kêu Mỹ Phương Trần Hưng luôn rồi. Quen kêu theo những người lớn tuổi rồi. Ngày mai 28 Tết còn đông nữa nha quý vị. Thì hôm nay Cảnh nhà cuộc sống sẽ đi theo quán tính nha, đi đại đi, thấy chỗ nào đông đúc thì đi vô ghi hình lại cho quý vị xem chơi cho vui những ngày giáp Tết của Sóc Trăng. Bên này thì có bà con nè, bán khô. Wow, bên này có bán mắm nè quý vị. Chưa ăn đâu. Dạ, còn đổ keo. Bà con người mua, người bán tấp nập.
tay. Có người này rất là dễ thương, bán lươn, bán cá, bán tôm khô, nãy chào cả nhà cô sống luôn. Hôm nay thì bắt đầu bán mãng cầu rồi nè quý vị, để dành mình chưng đó. Mãng cầu đu đủ với trái xoài, với trái dừa, cầu dừa đủ xài. Đây là những cây mai và bông vạn thọ. Thì hôm nay 27, chưa có đông lắm đâu. Ngày mai cảm nhận cuộc sống tranh thủ sẽ đi quay cho quý vị xem. Đây là những cái đồ để dưa, bên kia thì những cái bao lì xì. Bà con rất thích mua trái mãng cầu. Xe quá trời đông luôn, cảm giác con sống muốn đi qua lộ mà đi không được luôn á. Xe ngay chỗ này là khu vực này là sầm uất lắm, tấp nập luôn á. Ngày mai là khu vực chợ giải á, đông dữ nữa quý vị. Đây là đu đủ nè, mãng cầu nè, chuối nè, dừa nè. Có người chào nè quý vị, đây là bán bánh mì xíu mại. Ở đây thích quá luôn nè quý vị, bán chè với bánh lọt nè. Ở bên đường Đồng Khởi quý vị nhìn thấy kìa, xe quá trời đông luôn. Đây nè quý vị, chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng, khu tập hóa chợ vị, khu D. Wow, đây có bán bún nem nướng rất là ngon. Bà con chỉ còn mua bán thêm 2 ngày nữa đó. Có cái người này rất là vui tính nè quý vị, chào nè nọ. Bên đây thì bán khô mực,
Đây thì lá chuối. Đây là dây lát nè quý vị. Lâu lắm rồi mới thấy cầm dây lát. Thì bà con còn mua bán 27, 28 nữa là nghỉ Tết rồi nha quý vị, hai ngày cuối cùng. 30 thì có thể là bán buổi sáng chút xíu, rồi tới 12 giờ trưa thì rước ông bà rồi. Bắt đầu đông rồi nè quý vị. Đường này là đường Đồng Khởi nha quý vị. Đường Đồng Khởi đông lắm. Chút xíu mình sẽ vòng qua bên đường 3 tháng 2 thử. Cảm nhận sống đi quay rất là vui, rất là nhiều bà con chào mình. Bà con mua bán hôm nay rất là thân thiện, có thể là 27 Tết đó quý vị, thì mình phải vui lên, vui cho tới hết tháng giêng luôn. Khúc trong này là bắt đầu náo nhiệt rồi quý vị ơi. Rồi. Cạt đường rồi. Sóc Trăng bây giờ là cảm nhận cuộc sống thấy là trở lại như ngày bình thường luôn đó. Giống như là chưa có dịch vậy đó. Đây bán bánh tét chuẩn bị Tết rồi. Quýt 40.000 một ký. Đây hình như là bông bông điên điển nè quý vị. Tới đây mình sẽ đi cái đường nhỏ này qua bên đường 3 tháng 2 nha quý vị. Cái đường này là cái đường nối tiếp giữa hai nhà lồng chợ đó. Wow, ngay cái chỗ này bán thịt heo quá trời đông rồi quý vị ơi. Bà con mua thịt heo hôm nay là về nấu một nồi thịt kho hộp vịt là vừa rồi. 27 Tết kho tới mùng 1 Tết mình ăn là nó thấm gia vị là ngon luôn rồi.
đường luôn quý vị ơi. Bị thấy Sóc Trăng Tết Sóc Trăng chưa, náo nhiệt chưa, làm cho mình nôn nao. Ngày mai chắc đi quay chắc đông lắm luôn á. Đây là bán những cái món trang trí nhà màu vàng màu đỏ đẹp quá. Hôm bữa thì Cảm Nhận Cuộc Sống cũng có quay một cái video về đường Đồng Khởi rồi, có quay một video về đường 3 tháng 2 rồi. Hôm nay đi dạo lướt lướt cùng quý vị để xem không khí chợ Tết thôi. Trước mặt của mình đây là đường Phạm Ngũ Lão nha quý vị. Bà con thì thường kêu thân quen là đường Cây Me. Cảm Nhận Cuộc Sống cũng thích kêu đường Cây Me hơn. Thì tối nay ngày 27 đã có chợ đêm rồi nha quý vị. Để Cảm Nhận Cuộc Sống tranh thủ tối nay nếu có thời gian sẽ đi quay chợ đêm cho quý vị xem. Ở ngay cái góc đường nè, góc đường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Trãi nè, ở đây là bán những cái đồ mà mình mua về thờ cúng đó quý vị, mấy cái lư hương rồi đó, rồi trang trí nhà cửa rồi mấy cái ông táo ông thần tài nữa, bán nhiều lắm. Thì hôm bữa Cảm Nhận Cuộc Sống cũng có quay cây me nè, bên tay trái của mình đó. Giờ đường cây me chỉ còn một cây duy nhất thôi, có để cái bảng màu đỏ luôn, đó là cụ me cổ thụ. Nghe chữ cụ là biết lớn tuổi lắm rồi, 100 mấy năm. Không có gì vui bằng những cái ngày mà giáp Tết, không khí chợ nó rất là náo nhiệt. Đây là ngã tư Nguyễn Hùng Phước và Phạm Ngũ Lão nha quý vị. Đó, bà con nè, bán những cái món trang trí Tết rồi nè. Cảm Nhận Cuộc Sống qua bên đây mua một ít bao lì xì để Tết lì xì. Rất đẹp luôn nè quý vị. Có đồ dán mấy trái dưa đó quý vị. Rồi bao lì xì thì 5 cái 15.000.
nhìn màu đỏ màu vàng, có những cái miếng liễn nhỏ nhỏ treo nè, mua may bán đắt, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Ngay góc đường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Hùng Phước á, bà con bán rất là nhiều. Đây cũng có bán luôn cả bông cúc luôn. Cái này là phát sinh đó nha quý vị, những cái ngày mà gần Tết á, bà con đã bán nhiều lắm. Đó, bên phải kìa, cũng có bán luôn. Nhìn thích quá luôn quý vị ơi, nó đẹp, quá trời đẹp luôn á. Rồi đông quá kẹt xe nữa nè quý vị. Tết là kẹt xe, Tết là kẹt xe. Trước mặt của mình á, đó là đường Hai Bà Trưng nha quý vị, ngã tư Hai Bà Trưng và Phạm Ngũ Lão. Rồi vậy là Kênh Cho Cuộc Sống đã cùng với quý vị đi dạo chợ Tết ngày 27, còn gọi là 27 Tết. Thì bây giờ Kênh Cho Cuộc Sống sẽ ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này, nhớ like và share giúp Kênh Cho Cuộc Sống nha. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye.